Điều kỳ lạ gì đang xảy ra trong những nhà máy này vậy? Không có bất kỳ một bóng người. Hàng trăm người đứng chen chúc trong một nhà xưởng, chỉ còn là hình ảnh ở nhiều năm về trước hoặc chỉ tồn tại ở các nước có nguồn lao động giá rẻ. Thay vào đó là một nhà máy đủ rộng, nhưng trang bị đầy đủ thiết bị tối tân. Chỉ có những cánh tay robot hoạt động liên tục theo một lập trình sẵn có, nhanh chóng thao tác với hiệu suất đáng kinh ngạc. Sự đối lập giữa hai viễn cảnh ấy đang là thực tế và rất rõ ràng. Công nghệ đã có khả năng chiếm ưu thế và thay thế con người trong nhiều lĩnh vực. AI chatbot đã có thể thay thế cả đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng. Bác sĩ robot đang thay thế sức người trong phẫu thuật. Viết mã và lập trình máy tính là những công việc đòi hỏi kỹ năng cao, nhưng ChatGPT và các công cụ AI tạo sinh tương tự có thể đáp ứng và thay thế được. Đầu năm 2024, các ông lớn công nghệ đã cắt giảm hơn 5.500 kỹ sư công nghệ, trong khi đó họ vẫn đang đổ hàng tỷ đô để phát triển AI. Câu hỏi không phải là liệu những thay đổi này sẽ còn xảy ra khi nào và đến đâu, mà là chúng ta sẽ chuyển mình như thế nào khi chúng ập đến. Để thích ứng và không bị đào thải, giờ là lúc chúng ta cần nêu cao tinh thần tự học, tự trau dồi kiến thức và rèn luyện kỹ năng, bởi chẳng thiếu gì những khóa học ngoài kia giúp bạn đáp ứng được nhu cầu đó. Ngay cả trên nền tảng Internet, có thể kể đến các lớp học từ Coursera, Udemy hay Skillshare. Và đừng nản chí nếu tiếng Anh là rào cản khi tiếp cận những kiến thức ấy. Đã có eJoy để hỗ trợ các bạn bằng phụ đề Anh Việt và giải nghĩa AI để tiếp thu kiến thức dễ dàng và hiệu quả hơn. Thử học và trải nghiệm cùng eJoy nhé!